chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Căn cứ không quân Iran trúng tên lửa. Israel đã chính thức tấn công tên lửa vào lãnh thổ Iran, khiến cho tình hình Trung Đông trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Một quan chức Mỹ xác nhận với đài ABC News rằng tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm ở Iran. Quan chức này không thể xác nhận liệu các địa điểm ở Syria và Iraq có bị tấn công hay không. Hãng tin Iranfa cho biết có một vụ nổ tại một sân bay ở thành phố Isfahan của Iran nhưng chưa rõ nguyên nhân. Tại tỉnh Isfahan có nhiều địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm Natan, trung tâm của chương trình làm dầu hạt nhân Iran. Truyền thông Iran đưa tin căn cứ không quân Hastam Sikari đã bị trúng tên lửa. Căn cứ không quân này nằm trong số nhiều căn cứ mà Iran sử dụng để tiến hành cuộc tấn công trực tiếp vào Israel vào cuối tuần trước. Không phận phía Tây Iran đã đóng cửa và sân bay quốc tế Imam Khomeini tại Tehran đã thông báo cho hành khách rằng tất cả các chuyến bay đã bị hủy. Các vụ nổ đã được nghe thấy ở nhiều địa điểm trên khắp Trung Đông vào tối 18 tháng 4 giờ địa phương, khi Israel dường như bắt đầu trả đũa Iran. Các vụ nổ được ghi nhận ở Isfahan và Natanz, cả hai thành phố ở Iran đều có cơ sở hạt nhân. Ba vụ nổ đã được báo cáo ở Isfahan, nơi Iran có cơ sở nghiên cứu hạt nhân chính, dù chưa xác nhận được địa điểm hạt nhân nào bị tấn công. Theo hãng tin Reuters, các chuyến bay thương mại bắt đầu chuyển hướng đường bay vào sáng 19 tháng 4 giờ địa phương qua miền Tây Iran mà không có lời giải thích sau khi một hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran tuyên bố đã có vụ nổ xảy ra ở thành phố Isfahan. Các hãng hàng không Emirates và Fly Dubai có trụ sở tại Dubai, UAE, bắt đầu chuyển hướng qua miền Tây Iran vào khoảng 4 giờ 30 phút. Họ không đưa ra lời giải thích nào mặc dù cảnh báo rằng không phận có thể đã bị đóng cửa. Isfahan là nơi có căn cứ không quân lớn của quân đội Iran cũng như các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Trước đó, Thủ tướng Israel và lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã quyết định cách thức phản công Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Quyết định chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh xung đột căng thẳng, được đánh dấu bằng cuộc tấn công chưa từng có vào Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa. Trở lại thời điểm trước khi Iran tấn công Israel, thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phê chuẩn cuộc không kích nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Damascus. Ông biết mình đang làm gì. Mọi cuộc tấn công nhắm vào cơ quan đại diện ngoại giao đều vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961. Dù vậy, nhà lãnh đạo Israel vẫn tiếp tục với hy vọng hướng sự chú ý ra khỏi những tổn thất trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Xét về tính thiêng liêng của các sứ mệnh ngoại giao, đợt không kích nêu trên là một bước đi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Iran, ở chiều ngược lại, bị đặt vào tình cảnh bẽ bàng khi mà cộng đồng quốc tế không phản ứng mạnh với hành động thù địch của Israel, đặc biệt là ở phương Tây. Giọt nước tràn ly, Tehran suy xét hậu quả trước khi quyết định trả đũa Israel bằng cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ trong đêm 13 tháng 4, được triển khai từ chính lãnh thổ Iran nhằm gửi một thông điệp rõ ràng đến Israel và đồng minh. Màn đáp trả của Iran được thiết kế để thị uy sức mạnh quân sự nhưng vẫn đảm bảo căng thẳng không leo thang vượt kiểm soát. Căng thẳng Iran-Israel làm gia tăng nỗi lo về nguy cơ xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Một cuộc chiến như vậy không chỉ gây tổn thất nặng nề cho cả khu vực mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng cho toàn thế giới. Một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Iran đều có thể kéo các nước vùng vịnh vào vòng xoáy bạo lực, mở đường cho một cuộc giao tranh diện rộng với khả năng tham gia của Mỹ, Nga. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế phải hành động. Mỹ là nước đồng minh thân cận và đã nhiều lần lên tiếng để kiềm chế sự giận dữ của Israel. Đáng chú ý, Mỹ, các đồng minh của Israel và các quốc gia trong khu vực đều không có ý định và lợi ích trong việc làm bùng phát cuộc chiến giữa Israel và Iran. Nếu không có nguồn viện trợ tài chính và vũ khí của Mỹ và đồng minh, Israel không thể xung đột lâu dài với Iran. Phía Iran cũng thừa hiểu quan hệ giữa Iran và Israel chỉ là chuyện phụ và chìa khóa để giải quyết thù địch giữa Iran với Israel vốn luôn là chuyện quan hệ giữa Iran với Mỹ và khối các nước phương Tây. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với đài CNN vào ngày 15 tháng 4, "Chúng tôi tôn trọng quyết định mà nội các thời chiến, Thủ tướng Israel phải đưa ra. Chúng tôi biết họ sống trong một khu vực rất khó khăn." Theo ông Kirby, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã nói rất rõ ràng rằng "Chúng tôi không muốn xảy ra xung đột với Iran. Chúng tôi không muốn chứng kiến cuộc xung đột lan rộng hơn. Chúng tôi không muốn thấy mọi thứ leo thang." Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ phản ứng nào của Israel trong việc trả đũa Iran. Tuy nhiên, Mỹ có thể tìm cách làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran sau khi nước này thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết,
nước này dự định áp lệnh trừng phạt mới đối với Iran trong thời gian tới. Bà Yellen cho biết trước đó, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ đã có hành động ngăn chặn hành vi gây bất ổn của Iran bằng cách giảm khả năng xuất khẩu dầu của nước này. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ CRS, các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Tehran đã cấm gần như toàn bộ hoạt động thương mại của Mỹ với nước này, đồng thời phong tỏa tài sản của chính phủ Iran ở Mỹ. Cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Peter Harrell dự đoán các lựa chọn trừng phạt tiếp theo của Mỹ bao gồm nhắm mục tiêu vào dòng dầu, các công ty bình phong và các nhà tài trợ của Iran. Ông Harrell nói, một trong những động thái quan trọng nhất là Washington yêu cầu Liên minh châu Âu EU và các đồng minh phương Tây khác áp đặt các lệnh trừng phạt đa phương đối với Tehran. Hầu hết lệnh trừng phạt hiện nay đối với Iran là các biện pháp của Mỹ. Hậu quả của những căng thẳng kéo dài ở Trung Đông. Theo hãng tin Reuters, tác động tiềm năng lên giá xăng và lý do khiến chính quyền ông Biden sẽ không có bước đi mạnh mẽ trong xung đột giữa Iran và Israel, đặc biệt là trong năm bầu cử tổng thống. Bà Kimberly Donovan, chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ đã chỉ ra các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ thực ra đã không được thực thi nghiêm ngặt trong vài năm qua. Thêm vào đó, hãng theo dõi các tàu chở dầu Vortexa Analytics Anh ước tính Trung Quốc đã mua kỷ lục 55,6 triệu tấn dầu, tương đương 1,11 triệu thùng dầu một ngày từ Iran hồi năm ngoái. Con số này tương đương khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran và 90% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Một nguồn thạo tin nhận định, nếu Mỹ quyết theo đuổi lệnh cấm xuất khẩu dầu của Iran, điều này đồng nghĩa với việc đối đầu với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Bartosz Sawicki, nhà phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Konotosia, dự báo nếu Israel trả đũa mạnh mẽ thì cuộc xung đột sẽ lan rộng hơn, châm ngòi làn sóng thu gom vàng mới, đồng thời đẩy giá dầu và chỉ số đồng USD đi lên. Không dừng lại ở đó, ông Christian Roelof, nhà đồng sáng lập và là giám đốc điều hành công ty Container Exchange Đức, cảnh báo tình hình Trung Đông khiến thị trường vận tải biển thêm bất ổn. Sau eo biển Bab al-Mandab và biển đỏ, eo biển Hormuz hiện trở thành tâm điểm mới. Những diễn biến tại eo biển Hormuz sẽ tác động mạnh đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đặc biệt là Jebel Ali, trung tâm trung chuyển chính trong khu vực. Theo ông Joel Love, giá cước vận tải biển có thể còn tăng nữa, qua đó góp phần kéo dài cuộc chiến chống lạm phát. Lạm phát tại Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 3, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 9 thay vì tháng 6 và chỉ còn 2 đợt giảm lãi suất thay vì 3 đợt. Nếu Fed và Ngân hàng Trung ương các nước khác tập trung trở lại vào nhiệm vụ chống lạm phát, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục u ám. Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương lao dốc vào sáng 15 tháng 4 khi các nhà giao dịch cân nhắc tác động của các cuộc tấn công, đồng thời chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc và Nhật Bản vào cuối tuần này. Theo đài CNBC, các chỉ số quan trọng như Nikkei 225 Nhật Bản, Kospi Hàn Quốc, S&P, ASX 200 Úc, Hang Seng Hồng Kông đều giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã tăng trở lại quanh ngưỡng 2.357 USD một ounce hôm 15 tháng 4 sau phiên giảm mạnh cuối tuần qua vì ảnh hưởng từ cuộc không kích của Iran và Israel. Giá vàng phục hồi sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên trước đó do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, làm tăng sức hấp dẫn của vàng là nơi trú ẩn an toàn. Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng cuối năm sẽ tăng lên 2.700 USD một ounce từ mức 2.300 USD, đồng thời cho biết thị trường vàng không được thúc đẩy bởi các yếu tố vĩ mô thông thường. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã được cảnh báo về việc không quân Anh cần bổ sung chiến đấu cơ để bảo đảm an ninh quốc gia. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi 4 chiến đấu cơ Typhoon nhận nhiệm vụ bảo vệ không phận NATO, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, phải di chuyển đến Trung Đông để hỗ trợ Israel đối phó cuộc tấn công ngày 13 tháng 4 của Iran. Trước đó vài ngày, nhóm chiến đấu cơ này cũng được huy động để tham gia chiến dịch quân sự trên Biển Đen. Những diễn biến trên làm dấy lên lo ngại, phi đội bay của không quân Hoàng gia Anh RAF đang trong tình trạng quá mỏng, một lỗ hổng an ninh mà các quốc gia thù địch có thể khai thác để chống lại Anh. Trong khi đó, tại Westminster, Thủ tướng Sunak nhận một loạt chỉ trích vì quyết định bị mô tả là không thể hiểu nổi, khiến năng lực tác chiến của RAF bị suy giảm. Cụ thể, đến năm 2025, 30 trong số 137 chiến đấu cơ Typhoon của Anh sẽ được đưa ra khỏi biên chế sớm hơn vài năm so với thời điểm nghỉ hưu được ấn định ban đầu. Cựu nhân viên tình báo Anh Philip Ingram nhận xét, sử dụng chiến đấu cơ Typhoon đang thực hiện sứ mệnh NATO là một dấu hiệu cho thấy chúng ta hiện gặp phải những vấn đề lớn hơn rất nhiều, đó là mượn máy bay ở sứ mệnh này để phục vụ sứ mệnh kia. Điều này chứng tỏ chúng ta thiếu máy bay. RAF
cần được bổ sung chiến đấu cơ, phi công chiến đấu và vũ khí, chờ đến khi xung đột nổ ra thì đã quá muộn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!